trời đang đợi mẹ về đang mong chị ơi. Quá dữ, quá dữ. Gặp đội mạnh rồi. Wow. Quá phê. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Trời ơi, chết. Wow. Trời. Trời, wow. Thôi thôi, ở đó đi, ở đó đi. Thôi, ngồi đây dừng. Rồi, ngồi đó để anh quay lia xuống một tí để biết cái cây nó như nào. Trời ơi, nó cao lắm luôn. Bây giờ có cái dây, đây có cái dây thả dây xuống nè. Xíu em tụt vào cái cây kia cũng đẹp kìa. Ôi, cây đó không đủ, không phê đâu. Không, cái cây to á. Ờ, cái cây to này chỉ tụt. Ngoài tiền. Rồi, anh chỉ thiếu tiền thôi. Còn là bao la. Được chưa? Rồi, ok. Đố mọi người tìm thấy chị Băn ở đâu. Cẩn thận nha. Chú, cái clip này. Clip này phải viral thôi anh ơi. Cẩn thận, cẩn thận. Chúng ta không thấy nhà chị Băn nào. Chị Băn tụt đi. Các bạn nhìn thấy bạn Banh ở đâu không? Trời có thấy mỗi cái mông thôi. Mông thì chưa thấy nhưng mà thấy mông của Banh rồi. Đó, em tụt đó xuống. Tụt chuẩn luôn. Ừ, đúng không? Đúng không? Em nghĩ là sẽ bị rất quần. Ừ, nó trơn quá đó, cây nó nhỏ đó. Nó không có mấu. Ví dụ như người anh là có mấy cái mấu em bám mà được chứ cây đó không có mấu. Cây nó không có cái để chỗ để bám. Vẫn có thể được, để anh thử nha. Ờ, ok, thử đi. Nó VIP Pro luôn. Wow. Bạn chú. Cố lên. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Rách anh tài trợ quần. Tặng cho hẳn hai cái. Wow, hay quá. Tuyệt vời. Tù vào lấy dễ mà. Rồi, em sẽ nhận thử thách đi lấy tù và. Rồi, okay. Rồi, anh Jackson. Không để chị Băn làm được mà, em không làm được. Cẩn thận nhanh giày của em trơn á. Không, bé đi lên đây thôi mà. Tới đây à. Cố lên, cẩn thận, cứ nó có sợ nó sụp đấy nha. Em dân lấy tù và, tù trưởng để lại. Tù trưởng đã ra đi rách quần và để lại cái tù và truyền thuyết. Từ vào trong truyền thuyết phải lấy về không thì bộ lạc sẽ bị thần linh quả trách. Lấy cái từ vào được không? Thở một tiếng thôi. Rồi, hoàn thành thử thách. Ok, chốt đơn. Anh chụp làm sao nhìn cho nó cao giống như chị Băn lên gốc cây. Anh vẫn đang chụp đây. Ok. Cuối cùng chiếc xe lại về tay em. Về nhà để cho em làm tù bà. Cố lên, cố lên. Rồi.